khi mức giá trúng cao nhất lên đến 2,4 tỷ đồng một mét vuông được công bố, giá đất tại các dự án khu đô thị, nhà ở khu vực Thủ Thiêm đã đồng loạt tăng phi mã, thậm chí có nơi tăng hơn 100%. Không chỉ Thủ Thiêm mà ở các khu vực xung quanh và các tỉnh thành lân cận, mặt bằng giá đất mới nhanh chóng thiết lập ở mức cao, dẫn đến nguy cơ bong bóng giá. Và điều này đã gây bất lợi cho sự phát triển ổn định bền vững của thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Câu chuyện hệ lụy ở đây là câu chuyện về giá đầu vào bất động sản của các cái doanh nghiệp mà họ định thực hiện các dự án ở đây. Nó làm xáo trộn cái câu chuyện về thị trường. Họ đã phải chấp nhận để chi trả một cái mức giá mà nó cao hơn so với cái mức giá mà họ dự định chi trả. Giá tăng cao nhưng thị trường không còn thanh khoản vì nhiều nhà đầu tư đang co lại, nghe ngóng thị trường. Mặt khác, nhiều doanh nghiệp đang đầu tư dự án lân cận cũng gặp khó trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng vì sẽ bị so sánh giá khi mặt bằng giá đột ngột thay đổi. Chưa kể, điều này còn gây khó khăn cho việc thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài do giá đất bị đẩy lên quá cao. Người mua thì lại tin rằng dựa vào cái đây để cho rằng giá phải xuống. Còn người bán tất nhiên là họ nói rằng tôi sẽ không tăng giá, nhưng mà không thể, cái giá của chúng tôi cũng không thể giảm. Thì cái thị trường sắp tới, cái lo lắng là người mua người bán vẫn không gặp nhau ở giá và mọi người vẫn cân não chờ nhau. Và thị trường như vậy làm cái thanh khoản đó tiếp tục là trì trệ. Nhiều nguy cơ khác cũng đang hình thành khi dòng vốn, nguồn lực xã hội đang dùng để phục hồi kinh tế hậu Covid-19 đã bị hút vào lĩnh vực bất động sản do sự hấp dẫn từ việc tăng giá ảo. Vì vậy, một ý kiến được đưa ra vào lúc này là cần xem xét lại việc lựa chọn doanh nghiệp có năng lực tham gia đấu giá, cần đưa điều kiện ràng buộc sâu hơn, những cam kết cụ thể sau đấu giá để chọn được những doanh nghiệp có đủ lực kiến tạo đô thị, đảm bảo cho thị trường bất động sản phát triển bền vững và hiệu quả.